Thưa quý vị, hai dự án hồ chứa nước Đà Sị, huyện Cát Tiên và hồ chứa nước Đà Lây, huyện Đà Tẻ là những công trình trọng điểm của tỉnh với mục tiêu phục vụ nguồn nước tưới cho hàng ngàn hecta đất sản xuất của hai địa phương. Dù được xây dựng hoàn thành nhiều năm nay, song trên thực tế do thiếu công trình hệ thống kênh dẫn nước, vì vậy những công trình này vẫn chưa thể vận hành và đưa vào khai thác. Điều này khiến cho hàng ngàn hecta đất sản xuất của người dân đang từng ngày khác dưới ngay chính chân hồ thủy lợi. Những dự án hồ thủy lợi này được đầu tư hàng trăm tỷ đồng với mục tiêu phục vụ nguồn nước tưới cho hàng ngàn hecta đất sản xuất của người dân. Thế nhưng, do việc đầu tư thiếu đồng bộ ngay từ đầu, dẫn đến những công trình dù đã hoàn thành hạng mục chính cụm đầu mối, song vẫn chưa thể vận hành do thiếu công trình hệ thống kênh dẫn nước. Nghịch lý trên đã xảy ra tại các huyện Đà Tẻ và Cát Tiên, nơi mà cuộc sống nhiều năm nay của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tôi thấy hồ làm được chắc cả 2 năm rồi mà chưa thấy nước nơi vào đây thì tôi thấy cũng chưa có hiệu quả gì mấy. Hai công trình hồ đầu mối của hồ Đà Lây và hồ Đà Sị thì đã hoàn thành. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai thực hiện cái giai đoạn trước thì do cái phê duyệt cái tổng mức đầu tư thì nó chưa đảm bảo nên là cái việc triển khai thực hiện thì mới triển khai thực hiện được công trình đầu mối và cái tuyến kênh tưới thì chưa triển khai thực hiện được. Giữa cái nắng gần 40 độ C trên cánh đồng thôn Vĩnh Phước, xã Đà Lây, huyện Đà Tẻ, ông Hồ Thành đang xuống giống cho diện tích sản xuất lúa khoảng 7 sào của gia đình. Vùng đất khô cằn, bạc trắng nhiều tháng không mưa. Theo kinh nghiệm làm nông hơn 30 năm của ông Hồ Thành, thì khoảng từ 15 đến 20 ngày nữa trời sẽ mưa. Dự đoán là vậy, nhưng trời đất thì không thể biết trước được. Cánh đồng này là vô đây là 40 mấy năm rồi, mà nhưng không có thủy lợi. Chứ vì mình xả là xả khô thôi, mình dơ trời. Khi nào mà mình xả xuống mưa xuống lúa lên, mà nếu mà không gặp mưa thì cứ nằm dưới mãi thôi, không lên. Tại cánh đồng thôn Vĩnh Phước có diện tích gần 200 hecta sản xuất lúa. Mỗi năm cánh đồng này được bà con canh tác 2 vụ lúa. Nằm ngay dưới chân hồ thủy lợi Đà Lây, song cảnh xuống giống, đợi mưa là câu chuyện không có gì lạ của người dân nơi đây. Đâu, đấy năm nào thủ tục vậy, cứ làm mưa xuống là mình cứ đối vậy, khi nào mưa xuống là nó lên à. Mấy mưa đông này làm vậy không à, phải chịu, đó, cứ đợi khi nào mưa là nó mưa à. Như cả cánh đồng ở đây thì hàng chục năm nay thì bà con nông dân chủ yếu là về mùa khô này thì đang cày ải đất và chờ cái nguồn nước. Chủ yếu là sản xuất là vụ lúa 2 vụ. Ở bên cạnh đó thì vụ đầu này thì người ta sẽ là đón mưa. Tuy nhiên là do cái thời tiết là nắng hạn người ta không thể là làm theo vụ được. Tương tự cánh đồng thôn Vĩnh Phước, tại cánh đồng thôn Tiến Thắng, xã Già Viễn, huyện Cát Tiên cũng không khác gì mấy. Hơn năm sau lúa của gia đình anh Nguyễn Văn Dư xuống giống đón mưa gần 20 ngày qua. Do xuống giống trên diện tích sản xuất không có nước, đất đai khô cằn, mưa thì chưa thấy, nhưng lúa giống thì lúc nào cũng trong tình cảnh bị chim trời rình rập ăn. Như khu chúng tôi đây thì buộc phải xả như vậy thôi, tại vì mương thì không có mà mó thì cũng không có, mó đổi giờ cũng hết nước rồi, không có nước. Vậy rất mong bên các cấp chăn dẫn mương máng về ở hồ Đại Trị về cho dân chúng tôi làm. Năm 2019, dự án hồ chứa nước Đà Lây, huyện Đà Tẻ được hoàn thành sau 3 năm triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng với dung tích khoảng hơn 8 triệu mét khối. Dự án sau khi hoàn thành cung cấp nước cho 3 vụ sản xuất với trên 1.400 hecta và nước sinh hoạt của khoảng 7.000 nhân khẩu xã Đà Lây và một số xã vùng phụ cận của huyện Cát Tiên, Đà Tẻ. Còn đối với dự án hồ chứa nước Đà Sị, huyện Cát Tiên có tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng, dung tích chứa hơn 21 triệu mét khối. Dự án này cũng được hoàn thành năm 2021, đồng thời sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 2.500 hecta đất sản xuất nông nghiệp thuộc các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn và một số xã lân cận của huyện Cát Tiên. Theo đại diện chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong thiết kế, hai công trình này sẽ bao gồm công trình gồm đầu mối và kênh chính dẫn nước. Thế nhưng do vướng mắc về cơ chế chính sách, thời gian kéo dài dẫn đến trượt giá. Vì vậy, nguồn vốn trên chỉ đảm bảo đầu tư công trình cụm đầu mối mà không có kênh dẫn. Do đó, sau khi hoàn thành, dự án không thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Cái công trình hồ Đà Sị thì có cái theo đánh giá được của địa phương thì nó có vai trò cực kỳ quan trọng
Theo như thiết kế thì công trình này sẽ cung cấp nước phục vụ cho sản xuất khoảng độ 2.500 ha, trong đó khoảng độ 1.500 ha là cây ngắn ngày, còn lại là 1.000 ha thì cây cung cấp nước cho cây dài ngày. Rất là mong muốn làm sao công trình này sớm đưa vào triển khai thi công để phục vụ sản xuất cho địa phương. Đối với huyện Đại Thể cũng như cử tri huyện Đại Thể rất mong muốn cái hệ thống kênh mương sớm được thi công hoàn thành để phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp cũng như là tạo nguồn cái nước sinh hoạt cho người dân. Trao đổi với phóng viên, đơn vị chủ đầu tư cũng cho biết dự án hệ thống kênh mương hồ Đà Lây và Đà Xị hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 565 tỷ đồng, xây dựng hệ thống kênh dẫn nước từ các hồ chứa Đà Lây và Đà Xị để cung cấp nguồn nước tưới cho khoảng 2.911 ha đất nông nghiệp. Hiện dự án này đang được các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 để trình thẩm định phê duyệt theo quy định, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện công việc trích đo bản đồ địa chính, giải thửa để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành các bước này, chủ đầu tư sẽ trình và phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 7 năm 2024, dự kiến trao thầu xây lắp khởi công trong quý 4 năm 2024. Chúng tôi thì cũng đã làm việc lại với cái đơn vị được giao trực tiếp thực hiện, tức là ban quản lý dự án, chi cục thủy lợi, và để làm việc với ủy ban huyện Cát Tiên và ủy ban huyện Đạ Tẻ thì để thống nhất là cái phương án thì làm sao đó là chúng ta triển khai song song, cái cuối cùng là cái làm sao đó là cái đầu quý 4 thì ta vừa là song song là vừa trao thầu được cho nhà thầu, vừa thực hiện được cái giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai thi công này. Thì với những cái nội dung như vậy thì cái công trình thì nó mới đảm bảo cái tiến độ. Nhiều năm chờ đợi, hy vọng giờ đây người dân tại các huyện Đà Tẻ và Cát Tiên đang khao khát nguồn nước tưới cho cây trồng hơn bất cứ lúc nào. Việc sớm triển khai hệ thống kênh dẫn nước nhằm đưa vào sử dụng hai công trình trọng điểm hồ thủy lợi Đà Lây và Đà Xị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ giải quyết bài toán về nguồn nước tưới trên địa bàn mà còn mở ra một cơ hội mới cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập của các người dân nơi đây.